Thánh đường du lịch Venice khốn khổ vì nước. Hồi tháng 11 năm 2019, thành phố Venice đã trải qua đợt ngập lụt kỷ lục trong vòng hơn 50 năm qua. Những đợt ngập lụt khi ấy đã gây ra thiệt hại hơn 1 tỷ euro và khiến thành phố du lịch phải chịu đựng nhiều tổn thất kinh tế. Giờ đây, những con kênh lại chuyển sang thiếu nước, khô hạn, khiến những con thuyền gondola bị mắc kẹt trong đáy bùn, không thể xuôi dòng trên một số con kênh. Hiện tượng thủy triều xuống quá thấp là hiếm gặp nhưng không phải chưa từng xảy ra ở Venice. Trong cùng thành phố, ở mỗi khu vực, mực nước lại khác nhau. Dù vậy, tình trạng hiện tại là một sự đối lập bất thường đối với hiện tượng ngập lụt vừa xảy ra hồi tháng 11 năm 2019. Chính quyền thành phố đánh giá đây chính là hệ lụy từ sự biến đổi khí hậu. Hiện tượng thiếu nước trên một số con kênh ở Venice hiện tại dù không phải chưa từng xảy ra nhưng vẫn là hiếm gặp. Vừa mới 2 tháng trước đây, Venice còn vật lộn với ngập lụt nghiêm trọng khiến 2/3 thành phố phải lội bì bõm. Nhiều nơi, nước lên cao tới mức người dân có thể bơi. Ngập lụt khiến du khách gặp nhiều bất tiện, nhưng Venice mà thiếu nước, khiến những con kênh trở nên khô cạn, thì lại khiến du khách thất vọng theo một kiểu khác.